tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Việt Nam thập kỷ qua, Đặng Thu Thảo là số 1. Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân. Chiến thắng của Ngọc Hân gây ra nhiều tranh cãi bởi nhan sắc của tân hoa hậu chưa thực sự nổi bật trong dàn thí sinh, thậm chí bị chê không bằng hai á hậu. Cuộc thi năm đó cũng bị nhiều người cho là thiên vị khi chọn nhan sắc thủ đô đăng quang vào đúng dịp 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Mặc dù vấp phải không ít tranh cãi sau đăng quang, tuy nhiên Ngọc Hân không phân bua hơn thua, lặng lẽ chứng minh mình xứng đáng. Ngoài tích cực hoạt động từ thiện, mỹ nhân Hà Thành còn biết cách làm mình đẹp lên mỗi ngày. Ngọc Hân cũng là hoa hậu hiếm hoi có đời tư sạch sẽ, cách sống điềm đạm, kính tiếng của cô được lòng rất nhiều người. Suy cho cùng, Ngọc Hân không phải là cô gái đẹp nhất cuộc thi năm đó, nhưng là bông hoa của hương sắc theo thời gian, dần cho thấy sự vừa vặn với chiếc vương miện cao quý. Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo. Ngược lại với chiến thắng gây tranh cãi của Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo đăng quang hoàn toàn thuyết phục. Thu Thảo cũng chính là cô gái đẹp nhất cuộc thi năm đó, không đối thủ xứng tầm. Trong đêm chung kết ngoài vương miện cao quý, mỹ nhân Bạc Liêu còn ẵm thêm giải phụ, người đẹp có gương mặt khả ái. Cô là hoa hậu Việt Nam duy nhất trong lịch sử đoạt được giải phụ này. Lâu rồi cuộc thi hoa hậu Việt Nam mới chọn ra được một tân hoa hậu xinh đẹp như Đặng Thu Thảo, một nhan sắc thuần khiết, mong manh, thánh thiện. Cũng vì đó Thu Thảo sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Cô được khán giả ưu ái gọi bằng nickname như hoa hậu của các hoa hậu, thần tiên tỷ tỷ. Hoa hậu Việt Nam năm 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chiến thắng của Đặng Thu Thảo mùa giải trước vừa được khen ngợi thì việc Kỳ Duyên đăng quang mùa giải sau lại gây tranh cãi. Gương mặt người đẹp Nam Định trong đêm đăng quang bị chê không nổi bật, già trước tuổi. Thậm chí Kỳ Duyên còn bị liệt kê vào danh sách những hoa hậu Việt Nam xấu nhất trong lịch sử tại thời điểm đó. Theo thời gian, dung mạo Kỳ Duyên ngày càng khác lạ và cũng không thể phủ nhận cô xinh đẹp hơn. Có nhiều tin đồn cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2014 phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, Kỳ Duyên chỉ thừa nhận nâng ngực. Nhìn chung vẻ đẹp của Kỳ Duyên không quá xuất sắc nhưng lại có nét riêng, sắc sảo và độc đáo. Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Trái với Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh lại là gương mặt phổ thông, dễ bắt gặp vẻ đẹp này ở đâu đó. Tuy nhiên không vì thế mà chiến thắng của Đỗ Mỹ Linh gây tranh cãi. Đây là sự lựa chọn an toàn và hợp lý của ban giám khảo. Bản thân Đỗ Mỹ Linh cũng chứng minh được cô là sự lựa chọn hoàn hảo nhất tại mùa giải năm đó, hội tụ đủ những yếu tố cần thiết của một người hoa hậu: nhan sắc, học vấn, trí tuệ và nhân cách. Theo thời gian, vẻ đẹp của Mỹ Linh ngày càng mặn mà và quyến rũ. Cô cũng được biết đến là hoa hậu chăm chỉ với công tác thiện nguyện. Năm 2017, Đỗ Mỹ Linh được vinh danh hoa hậu nhân ái tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World. Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vi. Chiến thắng của Tiểu Vi nhận được sự đồng thuận của công chúng như Đặng Thu Thảo của 6 năm về trước. Mặc dù mới 18 tuổi nhưng người đẹp Quảng Nam đã là một bông hoa rực rỡ sắc hương. Cô cũng là hoa hậu Việt Nam hiếm hoi trong lịch sử, sở hữu vẻ đẹp Tây. Trước đó cũng chỉ có hoa hậu Việt Nam 1998 Nguyễn Thị Ngọc Khánh. Không thể phủ nhận đây là một gương mặt tuyệt vời, thậm chí khi trang điểm nhẹ hoặc để mặt mộc, Tiểu Vi vẫn xinh đẹp hút hồn. Nhan sắc của cô hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất trong lịch sử cùng với Đặng Thu Thảo và Nguyễn Thị Huyền. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.